trục đường Phan Trọng Tuệ, đoạn rẽ vào đường Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì. Hình ảnh này đã xuất hiện từ lâu, trở thành những cái bẫy rất nguy hiểm. Mặc dù người dân đã cảnh báo, nhưng nguy cơ tai nạn thì vẫn luôn rình rập người đi đường, nhất là vào ban đêm. Liệu cơ quan quản lý tuyến đường có biết để kiểm tra, khắc phục hay phải chờ đến lúc có tai nạn nghiêm trọng xảy ra?